xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn chúng ta lại gặp gỡ nhau ở câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một tác phẩm mới của tác giả linh nguyễn có tựa đề là ai giết tôi ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này Duy đang trên đường trở về nhà sau một ngày mệt mỏi với những tất bật ở công ty. Anh mãi mê suy nghĩ về những việc còn đang dang dở, thì ở trước mặt anh thoáng một bóng trắng làm cho Duy giật mình. Dầm hết thắng, bánh xe kéo một vệt dài ở dưới đường. Cũng may bây giờ đã là khuya, cho nên đoạn đường này cũng ít phương tiện qua lại. Mở cửa bước xuống, anh đào mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm nhưng không thấy gì. Để cho chắc hơn Duy đi một vòng xung quanh xe kiểm tra thêm một lần nữa. Sau đó anh tính bước trở lại trong thì có giọng của một người con gái nhỏ nhẹ. Anh bị hư xe à? Duy quay lại nhìn gương mặt xinh đẹp ấy đã hút hồn anh trong vòng vài giây. Cô gái cúi mặt xuống thẹn thùng. Biết là mình vừa có một hành động khiếm nhã cho nên anh nhanh chóng phân trần. À tôi xin lỗi tại vì tôi hơi bất ngờ vì giờ này mà vẫn còn người ở ngoài này. Cô gái nhỏ nhẹ nói Dạ nhà em ở gần đây ạ à. Thế anh cứ loài hoài với chiếc xe cho nên em xuống để xem anh có cần giúp đỡ không À tôi không sao đâu cảm ơn cô Bây giờ tôi đi ngay đây Nói rồi anh leo lên xe và không quên vẫy tạm biệt cô gái xa lạ đó Xe chạy được một đoạn không xa Duy quay sang nhìn gương chiếu hậu đã không còn thấy cô gái đó nữa Anh cũng không suy nghĩ gì cho xe chạy về nhà Vừa về đến nơi thì anh nhèo mắt khi giờ đây trước cửa đang là một chiếc xe hơi đời mới, Cao mày anh gắt nhẹ. Mẹ nói chứ, cái thằng vô ý vô thức nào lại đậu cái xe kiểu này, thế này làm sao mà vào nhà được? Bực dọc bước xuống để tìm kiếm chủ xe, thì bất chợt anh nhận ra có một người đang nằm trước cổng nhà mình. Hốt hoảng duy Lao đến gọi. ô Trung, phải mày không Trung? Giọng lè nhè của người đàn ông lên tiếng. Tôi đây chứ ai, không lẽ là ma? Cùng với giọng nói có mùi men nồng nặc duy cao mày. Sao mày đi đâu mà nằm đây Tôi đi nhậu với bạn Tính về nhà mà sực nhớ quên mẹ nó cái chìa khóa Qua tới nhà ông thì cũng bị khóa cầm nốt Mẹ nằm ở đây cho rồi Rồi sao không gọi cho Nó đến đây thì anh khựng lại Vì sực nhớ sáng nay mẹ mình đi du lịch Cùng với hội bạn cho nên anh cẩn nhận Thôi nào ông tướng đứng lên Tôi cõng ông vào nhà Đỡ lấy thân hình nặng nề mềm nhũn Vì bia rượu của Trung Và được phòng ngủ đặt em trai của mình nằm xuống giường thì bây giờ Duy đang thở hồn hển Thì điện thoại của anh reo lên Dạ alo con nghe à? Thằng Trung có bên đó không Dạ có ba đã đang say mềm đang ngủ Ờ vậy thôi ba cảm ơn Sau câu nói đó thì ông lạnh lùng cúp máy Để lại trong lòng của Duy Là một sự hụt hẫng Anh ngồi phịch xuống nền đất Hướng ánh mắt lên trên giường Nơi có thằng em đang nằm và thầm nghĩ Tại sao ông ấy đối xử lạnh lùng với mình như vậy Suốt cuộc mình đã làm gì sai Ký ức của Duy đưa anh về với khoảng thời gian hơn 10 năm trước, cái ngày mà có lẽ suốt cuộc đời này anh sẽ không bao giờ quên. Có tiếng cãi vã lớn, anh và Trung đứng ở ngoài nghe lén. Mẹ anh liền nói, ông suốt ngày ở ngoài đường đi sớm về hôm, tôi là gì? Là gì trong cái nhà này hả? Tôi đi vì công việc chứ không phải đi chơi đâu mà bà lại nói như vậy. Cái gia đình này được như ngày hôm nay là nhờ ai? Không phải đều bàn tay của tôi sao hả? Ông thổi cái giọng đó đi, Tôi không phải là ô xin cho ông Để suốt ngày ru rú ở xó bếp Ông cũng có, có công việc của mình ông hiểu không Sau tiếng quát đó Thì âm thanh đồ đạc trong nhà Bắt đầu thi nhau kêu loảng soảng Bà của Duy lớn tiếng Bà đang làm cái trò gì vậy hả Tôi đang đập phá nó thì sao Ông nói một lần nữa xem Tôi không phải là ô xin của ông Ông lấy vợ hay lấy ô xin Nếu muốn lấy Mẹ của Trung nghẹn giọng lại Muốn lấy thì đây Ông ký cái đơn ly dị này đi Tôi sẽ mang thằng Duy đi Còn ông nuôi thằng Trung mọi việc không có liên quan đến nhau thì cũng không cần không cần một đồng trợ cấp của ông nào và cứ như vậy trong cơn tức giận ba của duy đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn từ đó duy sống với mẹ còn chung em trai của cậu thì ở vi ba trong một căn nhà hai tầng rộng lớn nói là không tru cấp gì nhưng mà hàng tháng ông kiệt vẫn gửi vào tài khoản của duy một số tiền coi như bù đắp đi những mất mát thiếu thốn tình thương mà ông đã không mang lại cho cậu lao vội những giọt nước mắt duy đứng lên đi về phía tủ lạnh mở ra và tìm kiếm một chai nước suối duy cầu chắn lại dùng mũi hít một hơi bởi vì bây giờ mũi của anh đang ngửi thêm một mùi tanh hôi khó chịu đã mắt nhìn xung quanh thì anh dừng lại dưới chân tủ lạnh khi ở đó đang có một vệt gì đó đỏ đỏ ngồi xuống và dùng tay quyển lấy nó theo quán tính anh đưa lên mũi thì đúng là mùi hương ấy duy lợm giọng có phần khó chịu lầm bầm cái gì đấy Sao nó lại trong nhà của mình Vốn tính cẩn thận cho nên Duy liếc mắt nhìn xung quanh Để dò xét Nhưng cuối cùng thì cũng không thấy điều gì bất thường Nhưng khi ánh mắt của anh nhìn về nơi sàn khi nãy Thì bây giờ tiếp tục là một giọt máu khác đang chảy xuống Đứng vội dậy khi phát hiện được đầu mối Anh mở ngăn đông của tủ lạnh Thì phát hiện thực phẩm sống trong đó đang chảy nước Và tin nước màu đỏ đó đang rơi xuống từng giọt chậm rãi suy lầm bầm cái ngăn đồng chết tiệt này nó lại hư rồi. Vậy mà mình còn tưởng... Anh bỏ lừng câu nói và nhanh chóng lấy hết những túi thực phẩm sống ra ngoài, sửa lại một lần cho sạch, sau đó mới để chúng vào tủ lạnh. Bước về phòng vừa mở cửa, thì ngay lập tức một hơi lạnh sộc thẳng vào người, làm cho Duy có thoáng chút giật mình. Lại một lần nữa cặp lông mày của anh phải cầu lại và tiếp tục lầm bầm. Sáng nay đi làm quên tắt máy lạnh, mẹ nó, Dạo này mình hậu đậu dữ quá Bước vào trong phòng liếc nhanh lên máy điều hòa Thì một lần nữa anh ngạc nhiên Khi bây giờ nó không hoạt động Duy vốn là một người đàn ông mạnh mẽ Điều gì làm cho cậu thắc mắc Thì phải tìm cho nguyên nhân Lại một lần nữa anh đào mắt nhìn xung quanh Thì tiếp tục tìm được câu trả lời Cho bản thân của mình Cửa sổ không đóng và những làn hơi lạnh Bắt nguồn từ ấy Gió đang thổi nhẹ nhàng nhưng chúng đang đưa không khí của một ngày cuối thu đầu đông vào căn phòng của anh. Từng bước từng bước thật chậm rãi, Duy nhắm mắt lại và tận hưởng mùi hoa sữa thoang thoảng thơm bởi cây trồng ở kế bên. Dừng lại ở ô cửa sổ một lúc, phóng tầm mắt xuống đường ngay chỗ gần gã tư, thì bây giờ Duy thấy một người con gái mặc bộ quần jean ngắn cụn cỡn, cùng với đó là một chiếc áo ba lỗ hai dây có phần mát mẻ, đang quay lưng lại phía của anh đưa tay lên nhìn đồng hồ bây giờ là gần 12 giờ đêm. Duy mỉm cười vì những cảnh tượng như vậy đã quá quen với anh. Kéo chiếc ghế ngồi xuống bàn làm việc ngay bên cạnh. Duy không quan tâm đến những gì diễn ra ở xung quanh nữa. Mà anh mở tài liệu ra và xem sơ qua một chút về dự án của công ty. Khoảng gần 30 phút sau anh cũng giải quyết xong đóng hồ sơ và đóng lại. Bây giờ mắt của Duy dán chặt vào tờ giấy được đặt ở trên bàn. Nó được viết bằng những dòng chữ ngoạch ngoạc Bằng một loại mực giống như là máu tươi Tôi chết oan Đang tính cầm lên để xem xét Thì bỗng dưng từ đâu đó một cơn gió to lùa vào trong phòng Chúng không mạnh nhưng cũng đủ làm cho mảnh giấy vừa rồi đặt ở trên bàn Bị thổi tung lên không trung Vội đưa tay chụp lấy nhưng không kịp Tờ giấy ấy bay về phía sau lưng của anh Theo một phản xạ tự nhiên duy nhòi người theo và té sóng xoài xuống nế nền nhà. Lồng công bò dậy và tìm kiếm thì điều kỳ lạ là nó đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhắm mắt lại vì những hiện tượng khó hiểu vừa diễn ra, nhưng ngay lập tức trong đầu của anh có âm thanh của một giọng nói phụ nữ. Mà từ ấy cứ lặp đi lặp lại không ngừng, khi cao khi thấp, âm trầm bay bồng làm cho Duy cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi chết oan, tôi chết oan. Duy bây giờ đang dùng hai bàn tay của mình bịt chặt lấy đôi tai với hy vọng sẽ không nghe thấy những âm thanh đó nữa. Và có vẻ như nó đã phát huy được tác dụng. Tiếng nói vừa rồi thất hẳn nhưng bây giờ đây ở ngoài cửa sổ có một bóng trắng đang nhìn anh chằm chằm với một đôi mắt vô hồn. Quần áo thì ướt sũng tóc tai rũ rượi đôi môi tím tái và đang bấp máy nói một điều gì đó nhưng dù cố gắng thì duy cũng không tài nào nghe được cố nhau cặp mắt lại để xem người này là ai thì anh nhận ra bóng dáng của người này vô cùng quen thuộc trong sự sợ hãi duy ấp úng chẳng phải cô cô là người đứng ở dưới đường khi nãy đáp lại anh là một sự im lặng đến đáng sợ duy định bước về phía ấy nhưng bây giờ anh cảm giác như có một tảng đá khổng lồ đang níu chặt lấy đôi chân làm cho Duy không thể nào di chuyển được. Bóng trắng của cô gái ấy từ từ bay lại phía của anh, làm cho Duy hốt hoảng. Đừng, đừng đừng lại đây. Bỗng có tiếng nói thì thầm của sự lo lắng. Ông Duy, ông Duy, dậy đi, sao nằm ngủ ở đây vậy? Chẳng tình dậy sau một giấc mơ kỳ lạ. Duy ngơ ngác nhìn về hướng của Trung đứng ở bên cạnh. Thế gương mặt của anh mình như vậy, cậu ta cũng không nhịn nổi vì cười nói thôi trời sáng rồi tôi về đây cảm ơn ông vì tối qua cho tôi ngủ nhờ không kìm để cho anh của mình nói thêm điều gì trung nhanh chóng bước chân ra khỏi phòng một lúc sau cho dù ở trong nhà nhưng duy cũng có thể nghe thấy tiếng động cơ chát chúa từ chiếc xe thể thao của em trai mình vụt đi ngồi thường người ở trên bàn làm việc bây giờ thì duy mới có thời gian để suy nghĩ về giấc mơ ngày hôm qua tại sao cô ấy lại đến tìm gặp mình mà người này là ai? Những câu hỏi ấy cứ luận quẩn trong đầu của anh suốt từ lúc mở mắt cho đến khi anh đang cho xe chạy lên một cây cầu. Sự chú ý của anh đổ dồn về một đám đông đang tụ tập trên thành cầu. Có rất nhiều công an và cả người nhái. Duy lầm bẩm lại tự tử sao? Tại sao những con người ấy lại bi quan đến vậy? Sao họ không tìm cách giải quyết khác mà cứ phải nghĩ quẩn rồi phải làm khổ những người đang sống? Vừa nghĩ đến đó Duy có cảm giác như một thứ gì đó Vừa đâm sầm vào đầu xe của mình Anh dùng hết sức dậm thắng Và cho dừng xe lại Hoàng hốt bước xuống Việc đầu tiên là anh ngay lập tức chạy lên chiếc đầu xe Và tìm kiếm Nhưng lại một lần nữa Duy không thấy điều gì bất thường Cùng lúc đó thì đội cứu hộ Cũng đã vớt được xác của một người chết đuối lên Và ánh mắt của Duy Vô tình nhìn qua Thì bất ngờ trước bộ quần áo của nạn nhân đó chính là thứ đang ám ảnh anh từ tối qua đến giờ. Trong đầu của Duy thứ âm thanh đó lại tiếp tục xuất hiện. Tôi chết oan, chết oan lắm, giúp, giúp tôi với. Anh cao mày tỏ ra vô cùng khó chịu, chui vội vào trong xe và di chuyển đến một chỗ vắng người. Anh bật ghế lái cho nó ngừa hết cỡ ra để nghỉ ngơi. Duy nhắm nghiền mắt lại thì anh có cảm giác ướt ướt, khi giọt nước đã không biết từ đâu rơi xuống mặt. Anh mở mắt nhìn thì thấy cảnh tượng trước mắt bây giờ, không khỏi làm cho anh đứng tim. Khương mặt trắng bệt của cô gái đang treo lơ lửng trên đầu của anh. Từng giọt nước ấy xuất phát từ mái tóc ướt sũng của cô. Thứ âm thanh từ địa ngục đó lại tiếp tục phát ra. Giúp tôi, ai đã giết tôi, giúp tôi tìm ra kẻ ấy, xin anh hãy giúp tôi. Duy hoàng hốt lấy tay rồi mắt liên tục rồi nhìn lại Thì bây giờ mọi thứ đã trở về với hiện trạng bình thường của nó Hít một hơi thật sâu và ngồi dậy anh lầm bẩm Hãy cho tôi biết tôi cần phải làm gì Tôi sẽ giúp cô tìm ra hung thủ Và sự thật về cái chết ấy của mình Không có bất cứ một dấu hiệu nào để Duy có thể nhận biết được rằng Hồn ma của cô gái đó vẫn còn ở đây đáp lại anh chỉ là một sự im lặng và ngột ngạt ở không gian trong xe chờ đợi vài giây nhưng cuối cùng duy cũng buông tiếng thở dài cho xe chạy đi một ngày làm việc mới diễn ra bình thường khi anh tới công ty bù đầu với những việc cần giải quyết làm cho sự việc lúc sáng cũng nhanh chóng trôi vào quên lãng đến tối muộn duy trở về nhà khi chạy xe qua cầu mà anh đã gặp cô gái tối qua anh cố tình cho xe chạy thật chậm để tìm kiếm. Duy cũng đã được đền đáp xứng đáng khi bây giờ anh nhìn thấy bóng lưng của một người con gái quen thuộc. Cô đang lờ đãng phóng tầm mắt nhìn ra xa và dường như cơ thể nhỏ bé đó đang run lên cầm cập. Cho xe dừng lại Duy mở cửa bước xuống nhưng khi anh nhìn lên chỗ đó một lần nữa thì chỉ còn lại những sòng chắn cầu khô khan. Tròn mắt Duy nhanh chóng tiến lại chỗ đó đa mắt nhìn xung quanh nhưng không thích gì cả anh đành bất lực chuẩn bị trở lại xe thì bây giờ có một giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi cậu đang tìm gì đó duy quay lại lễ phép chào hỏi à, dạ ông trông thấy có người đứng ở đây nhưng mà khi bước xuống xe thì lại không thấy đâu cả vừa nói duy vừa chỉ về chỗ mà khi nãy anh thấy cô gái nhưng nhận lại là một tiếng thở dài của ông lão lạ mặt cùng với đó là một cái lắc đầu ngao ngán. Nãy giờ tôi ở bên kia tập thể dục, có thấy ai đứng ở đây đâu. Chắc là cậu bị quáng gà rồi, hoặc là cậu thấy... Nói đến đây thì ông lão lại im lặng, rồi quay lưng bước đi với một thái độ hối hả. Thế là cho nên Duy cũng chạy nhanh đến bên cạnh ông mà hỏi. Thưa ông là hoặc là thi gì thưa ông? Ông lão bây giờ ghé sát lại bên cạnh Duy nói rất nhỏ vừa đủ để cho cậu nghe thấy. Tốt nhất là cậu nên đi đi. Duy cảm thấy khó chịu trước câu nói lấp lửng của ông lão. Toàn hỏi cho rõ, nhưng khi ngước mặt lên, thì ông lão đã đi một đoạn khá xa, mang trong lòng nhiều thắc mắc. Duy trở về nhà và điều đầu tiên sau một ngày làm việc mệt mỏi là đặt lưng xuống nệm và gần như ngay lập tức mắt của anh díu lại, từ từ chìm dần vào trong giấc ngủ. Giờ đây trong cơn mơ thì anh đang đứng ở cây cầu. Duy tiến lại bên thành cầu vì cô gái đang đứng ở đó và giấm dứt khóc. Anh lên tiếng hỏi. Cô có phải là người... Vừa nói đến đó thì Duy khựng lại. Cô gái quay mặt lại. Không chút ngạc nhiên nào khi Duy đoán đúng. Người ấy chính là cô gái vẫn ám ảnh trong thời gian vừa qua. Cô cứ đưa đôi mắt u buồn nhìn Duy. Những dòng lệ cứ như vậy chảy xuống thành dòng. Tâm trạng của Duy bây giờ là sự thương cảm Anh lên tiếng hỏi Nhưng mà bây giờ người đang nói chuyện với hồn ma Cho nên trong thái độ của anh có sự ấp úng Tại sao tại sao cô cứ cứ theo tôi hoài vậy? Giọng nói của cô gái âm u lạnh lẽo Đôi mắt thì đượm buồn Giúp tôi Hãy giúp tôi tìm ra hung thủ Giúp tôi tôi cầu xin anh đang định lên tiếng hỏi sẽ giúp cô gái đó bằng cách nào thì duy bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức ngồi bật dậy lấy tay xoa bụng vì từ tối qua đến giờ anh chưa ăn gì đứng lên đi vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân anh cũng cho xe rời khỏi nhà như những ngày bình thường ghé lại một tiệm phở quen thuộc anh ngồi xuống kêu cho mình một tô phở gà rồi ăn thật nhanh vừa dùng bữa xong duy ra xe và chạy đến công ty đến một ngã tư lớn dòng xe cộ lúc này vô cùng đông đúc trước mặt của anh là đèn giao thông chuẩn bị chuyển qua màu đỏ duy cho xe chậm lại thì đột nhiên có một giọng nói trong đầu của anh vang vọng rẽ phải rẽ phải đi duy lẩm bẩm trong vô thức đi thẳng mới đến được công ty chứ rẽ qua đó để làm gì vừa tới đó thì anh khựng lại khi nhận ra mình đang nói chuyện một mình ở trên xe nhưng mà đột nhiên duy dùng mình một cái tay lái đánh qua bên phải rồi rẽ vào một đoạn đường khác. Vừa mới cô hết thân xe thì anh cũng thấy những tiếng la thất thanh, những tiếng va đập của xe cổ làm cho anh không khỏi dùng mình. Tấp vào lề bước xuống thì cảnh tượng bây giờ không khỏi làm cho suy giật mình. Khi sau lưng của anh là một vụ tai nạn thảm khốc, xe container mất thắng đâm vào hàng loạt xe đang chờ đèn tín hiệu giao thông bây giờ duy ngờ mặt đen trời chấp tay trước ngực rồi lẩm bẩm tôi không biết cô là ai nhưng cảm ơn cô đã cứu tôi một mạng nếu cần gì thì cứ về báo mộng cho tôi tôi hứa sẽ giúp cô nhiệt tình nhất có thể đúng như lời cầu khấn thì tối hôm đó cô gái hiện về trong giấc mơ của anh lần này cũng y như lần trước cô đó vẫn chỉ giữ một thái độ im lặng và họ cùng nhau đến hiện trường của vụ tai nạn đây là cây cầu gần nhà anh và cũng chính là nơi này tới hôm đó anh có cảm giác rằng mình va chạm với một thứ gì đó nhưng khi xuống kiểm tra thì lại không thấy điều gì bất thường cô gái đưa duy tới một bãi hoa lau dậy ở dưới chân cầu cứ đứng đó mà không nói gì mặc cho duy có hỏi đến thế nào đi chăng nữa một lúc thật lâu sau có tiếng gà gáy làm cho hồn ma kia vô cùng sợ hãi và từ từ tan biến nhưng trước khi biến mất, Duy đã nhìn thấy trong đôi mắt đó là một sự van xin và cầu khẩn. Duy cũng bật người ngồi dậy và nhìn lên đồng hồ treo tường. Bây giờ đã là 6 giờ sáng. Hôm nay Duy quyết định phải giúp đỡ cô gái kia tìm ra sự thật, cho nên anh không đến công ty mà ghé đến một quán cà phê gần cây cầu để nghe ngóng tình hình xem như thế nào. Vào quán, Duy gọi cho mình một ly cà phê sữa đá và ngồi thưởng thức nó cùng với những điệu nhạc du dương đang đắm chìm trong những giai điệu ấy thì loang thoáng anh nghe thấy cuộc chuyện trò của bàn bên cạnh là hai người đàn ông trung tuổi bữa ở trên cầu kia lại có một vụ tự tử sau đó thì công an vớt xác một con nhỏ lên ông biết chưa người kia cũng hòa theo tôi có nghe nói rồi nhưng mà hình như nó còn đập chân vào đá ngầm ở dưới sau đó Thấy lúc người ta vớt lên thì chân của nó lùng lẳng thì ghê gớm lắm. Có những đoạn còn nói nguyên cả một khúc xương trắng. Người đàn ông ngồi đối diện cho một điếu thuốc lên nhà khói rồi tiếp tục. Tôi nghe nói là lúc chết trên người của con bé không có một giấy tờ tùy thân nào cả. Hôm qua có mấy ông công an xuống hỏi chủ nhà trọ xem nó ở đâu để còn đưa xác về quê để an táng. Rồi bà kia nói sao có biết không ông? Nghe đến đó thì chủ quán nước cũng nói xen ngang hôm qua hai chú đó có ra đây ngồi nè nghe nói là bà chủ trọ không biết con nhỏ đó mới tới đây chưa được một ngày bây giờ thi thể của nó vẫn đang nằm trong nhà xác mà tính lên tiếng hỏi nhưng trong đầu của duy lập tức hiện lên hình ảnh của những hàng lau sậy tối qua đầu của anh lập tức lóe lên một câu nói hay là chỗ ấy nghĩ vậy cho nên duy vội vàng tính tiền rồi lao nhanh ra nơi mình đang nghĩ đứng trước một rừng lau rậm rạp và không biết phải bắt đầu từ đâu thì đột nhiên anh có một cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm hướng mắt về phía có ánh nhìn đó duy cảm nhận được một vật gì đó vừa di chuyển khỏi nơi ấy anh lập tức chạy như bay đến thì đúng như suy nghĩ đang có một cái bóp của nữ nằm ở đó cầm nó trên tay và duy khấn xin phép chủ nhân rồi từ từ mở ra để tìm kiếm không khó để anh có thể nhận ra Đây chính là người mấy hôm nay Hãy ám ảnh Duy Bởi vì trên chứng minh thư nhân dân có hình ảnh của cô gái ấy Cầm trên tay và lầm nhầm tên tuổi địa chỉ Duy đã phải bùi ngùi nói Cái tên này thật đẹp, Ngọc Lan Dừng lại một chút nhìn chầm chầm vào dòng nước Duy nói Cô yên tâm tôi sẽ giúp cô về với gia đình của mình Sau khi có được những thông tin ấy thì ngay lập tức duy đến cơ quan công an để trình báo về sự việc. Sau khi tiếp nhận được thông tin thì cảnh sát lập tức cử người về địa chỉ trên chứng minh thư nhân dân để tìm hiểu. Thì đúng là cô gái tên Ngọc Lan đã lên thành phố để tìm việc cách đây hơn một tuần. Từ hôm đó Duy cũng trở lại với công việc thường nhật của mình. Trong những giấc mơ của anh cũng không còn thấy cô gái tên Lan kỳ đầu nữa. Tưởng chừng như là mọi chuyện đã êm xuôi thì đến một ngày chuyên đường đi làm về anh phải đi ngang qua cây cầu và ánh mắt của duy chú ý tới một cặp vợ chồng già đang ngồi ở thành cầu và khấn vái một điều gì đó bên cạnh là một mâm đồ cũng thịnh soạn biết đó là người nhà của lan cho nên anh lẩm bẩm khấn vái cuối cùng cô cũng đã được về với gia đình của mình yên nghỉ nhé ngọc lan duy không dừng lại mà cho xe chạy thẳng về nhà bây giờ anh mới thấy chiếc cổng đang đậu một chiếc xe ô tô thể thao hơi lạ cho nên duy có phần thắc mắc tiến vào trong anh lên tiếng gọi xe ngoài đó của ai đó mẹ bà nga chưa kịp nói gì có tiếng của trung từ đằng sau đi ra trả lời dùm mẹ của tôi đó rồi xe kia đâu trung hồn như lên tiếng xe kia mang sửa rồi chẳng biết tối qua quẹt vào chỗ nào mà chảy hết cả nắp capo nghe thấy vậy thì duy cầu mày suy nghĩ rồi nói với em trai ờ à, hôm đó ta cũng không có để ý mà mày ăn nhậu ít thôi say cỡ đó mà còn chạy xe được về nhà là 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 hay lắm rồi đó nghe đến đó trùng nhún vai mà công nhận bữa đó uống say thật đó tôi cũng không nhớ là mình tự về hay là ai chờ về nữa nói đến đó thì bà nga ngắt lời của hai người thôi duy vô tắm đi con rồi ra ăn luôn nè nay mẹ có làm vài món ngon mà hai đứa thích đấy Trông thấy vậy thì liền đi nhanh lại đỡ đĩa đồ ăn trên tay của bà Nga. Và anh cũng nhanh tay bốc lén một miếng bỏ vào trong miệng. Nhưng những hành động của anh không qua khỏi ánh mắt của mẹ mình. Bà Nga lên tiếng trách yêu con trai. Lớn tướng gây đầu rồi mà còn bốc cái kiểu đó à con? Trung nói trong khi miệng vẫn còn nhai nhộm nhòm. Mà bốc như vậy mới ngon mẹ à? Y như cái thằng cha mày vậy. Thế mình buột miệng cho nên mẹ của Duy quay mặt đi thẳng vào trong bếp. Nhưng từ phía sau lưng của bà vẫn nghe thấy giọng nói của Trung trầm và buồn lắm. Hay là ba mẹ đoàn tụ đi, con thấy hai người vẫn còn thương nhau mà. Bà Nga cũng nghe thấy những gì con trai nói. Bà lấy tay lau vội đi những giọt nước mắt đang trực rơi trên khóe mắt. Bà lảng sang chuyện khác. Thôi Duy lên rồi ăn cơm thưa hai đứa. Bữa ăn diễn ra trong khung cảnh vô cùng ấm áp của một gia đình ba mẹ con hạnh phúc. Họ ngồi với nhau và cùng chuyện trò về những điều từng gặp trong cuộc sống hàng ngày. Bà Nga cũng kể cho các con nghe về những điều vui, những trải nghiệm thú vị về chuyến du lịch lần này. Sau bữa cơm, hai anh em của Duy có dịp ngồi lại với nhau, cùng hút thuốc uống trà và họ tiếp tục câu chuyện còn răng dở khi nãy Duy hỏi. Hôm đó sang nhậu say vậy À bữa đó là sinh nhật của bạn mà Xong tăng một tụi nó còn vô ba chơi Nhưng được một lát thì tôi mệt quá cho nên về về trước Trung nói tới đó thì tặc lưỡi Mà công nhận trong đó tiếng nhạc đập mạnh quá không thích say Ra đến bãi xe mới thấy rượu bia nó ngấm với nhau Say qua trời qua đất Nói đến đó Trung dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói tiếp Thì không nhớ là có phải mình đi xe về không nữa Quay qua bên Duy thắc mắc Hôm đó ngoài tôi ra thì ông còn thấy ai nữa không Duy thả một làn khói trắng lên không trung rồi nói Chắc là mày xin quá chạy về mà không có nhớ đó Chứ tao về chỉ thấy có một mình mày nằm ở đây thôi Làm gì có ai Vừa dứt câu thì Trung có điện thoại rồi cũng nhanh chóng rời đi Ở ngoài trời bây giờ cũng đã tối hẳn Duy ngồi đó tiếp tục thưởng thức ly cà phê còn đang răng rả Đánh một vài trận game và giải quyết một số vấn đề còn tồn động ở công ty Cho đến khi bà Nga bước ra và nói con ngồi ngoài này lát để đóng cửa cho mẹ nhé Duy ngước mặt lên rồi trả lời À vâng à mẹ cứ đi ngồi trước đi Con cũng vào bây giờ mà Sau câu nói đó thì anh cũng đứng dậy đi vào bên trong Đột nhiên ở ngoài trời mây đen vẩn vũ Và gió cứ như vậy kèm với bụi từ đâu bay đến Thốc thẳng vào trong nhà Bà Nga thấy vậy thì cũng lên tiếng nói Trời ơi gì mà kỳ quá vậy Mới thấy trăng thanh gió mát mà bây giờ chuẩn bị chuyển mưa Thôi đóng cửa vào lên phòng đi con Mưa đến nơi rồi đó Duy nhanh chóng đóng cửa lại Sau tiếng nói của mẹ Rồi cậu cũng đi nhanh lên phòng Vì nhìn đồng hồ bây giờ đã là 9 giờ tối Vừa về đến cửa Thì anh đã vội vã lao nhanh Đến bàn làm việc Khi bây giờ là những hồ sơ sổ sách Của Duy đang bay lên Và vương vãi ở khắp nơi Tính đóng vội cánh cửa sổ lại Ánh mắt của anh lại vô tình nhìn thấy Lan Cô vẫn đứng ở góc ngã tư nhưng mà điều khác là hồn ma đó nhìn chầm chầm lên căn phòng của Duy. Có thể cũng vì đã quá quen với những điều như vậy cho nên anh không lấy gì làm ngạc nhiên. Duy lầm bẩm Hôm nay tôi thấy gia đình cô đến đón cô về rồi phải không? Vừa dứt câu thì giọng nói của cô gái lại âm vang trong tai của anh. Giúp tôi, giúp tôi tìm ra hung thủ, tôi chết oan lắm. Duy bây giờ đang làm một điều mà từ trước đến giờ Con nằm mơ anh cũng không dám nghĩ tới Đó là đối thoại với một hồn ma Anh nói Làm sao để tôi có thể giúp cô Hãy cho tôi những dấu hiệu nhận biết Tôi sẽ điều tra giúp cô xem là ai đã hãm hại cô tối hôm đó Duy dừng lại ngồi xuống bên bàn làm việc Nhìn hướng ra không gian vô định ở ngoài cửa sổ và chờ đợi Cô có thể cho tôi biết tại sao cô chết được không rất cầu thì gần như ngay lập tức Duy bị kéo đến ngay ngã tư chiếc cầu hôm lan bị tai nạn. Bây giờ Duy đang đứng trên lề đường và những điều anh chứng kiến ngay lúc này lại khá là siêu vẹo và méo mó. Nhưng mà trong từng hình ảnh của đoạn phim ký ức về hồn ma của Ngọc Lan đang chiếu cho Duy xem, anh có thể loáng thoáng nhận ra rằng đang có một chiếc xe hơi màu xám cho đi với một tốc độ khá nhanh và tông thẳng vào một cô gái đang lững thững qua đường. Mà người đó không ai khác đó chính là Lan. Cô bị văng bay lên cao, điều tồi tệ hơn là trước khi rơi xuống nước, cả thân hình của Lan bị va đập rất mạnh và thành cầu. Có một người hốt hoảng từ trong xe đi ra với một thái độ vô cùng lo lắng. Nhưng vì những hình ảnh ký ức trong Lan bây giờ đã quá mờ nhạt, cho nên Duy không thể biết được rằng người tài xế kia là ai. Đột nhiên tiếng chuông báo thức lại vang lên Làm cắt đi mạch cơn mơ của Duy Anh trở về vích thực tại Nhìn đồng hồ đã là 6 giờ sáng Ngồi lên trong sự bực bội Duy hơi gắt nhẹ Vậy thì làm sao tôi có thể giúp được cô chứ Ít ra thì cô phải cho tôi thấy được biển số xe Hoặc là người đó có hình dạng như thế nào chứ Lan Nghĩ rằng sẽ có tiếng trả lời Nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng Duy vỗ đầu tự cười bản thân Trời đất Mình bị lâm vào cơn mơ quá rồi sao Bây giờ lại còn nói chuyện Đều với cả hồn ma nữa chứ Anh đứng lên đi đánh răng rửa mặt Rồi cũng như mọi ngày Anh xuống dưới nhà Leo lên xe để đến công ty Vừa di chuyển được một đoạn không xa Duy nghĩ đến những gì chứng kiến Trong giấc mơ tối qua Đột nhiên anh cho xe thấp vào lề Ngồi trong cabin tay của Duy ôm lít đầu bởi vì bây giờ những dòng ký ức tối hôm xảy ra tai nạn nó đang hiện về trong tâm trí của anh. Vội vã mở cửa và xuống xe, anh đứng lùi lại vài bước thì dường như ngay lập tức duy có một thái độ lo lắng tột cùng khi nhận. Màu sơn xe của mình chính là màu sơn mà hồn ma của Lan cho anh thấy trong giấc mơ. Anh tiếp tục suy nghĩ thì nhớ ra chính mình tối đó cũng đã có một cảm giác va chạm với một vật gì ở ngã tư. Anh vội vàng bước như bay lên đầu xe và nhìn ngó một lượt. Nhưng Duy phát ra tiếng thở phào khi trên xe của mình không hề có một vết xước. Rồi là nhỏ nhất. Anh nhanh chóng lên xe nhưng không chạy đi mà kéo ghế nằm xuống và nhắm nghiền mắt để suy nghĩ. Thì dường như ngay lập tức Duy lại được kéo vào trong một giấc mơ còn đang răng dở của tối ngày hôm qua. Những hình ảnh anh chứng kiến bây giờ có phần rõ ràng hơn rất nhiều vẫn là chiếc xe màu xám và người bước xuống xe chính là anh. Đột nhiên có một giọng nói có phần gắt gầm. Tôi ở đây cơ mà, anh chạy xe kêu gì vậy? Nếu tôi không né kịp thì sẽ thế nào? Duy xoay người theo hướng giọng nói thì nhận ra đó chính là người con gái tên Lan. Bây giờ cô đang cua tay múa chân về phía của Duy. Nhưng dường như anh ta không nghe thấy những gì mà Lan nói. Chỉ đi kiểm tra xung quanh rồi cũng nhanh chóng leo lên xe và rời đi đột nhiên lan lao ra trước tính ngăn cản nhưng điều làm cho cô ngạc nhiên là giờ đây cả chiếc xe đang chạy xuyên qua người và vụt đi trong sự ngạc nhiên của chính mình lan đứng thử người ra một lúc dường như những dòng ký ức cách đây vài phút trở lại với cô lan ngồi xuống và bắt đầu khóc duy cũng tính đi lại chỗ ấy nhưng giờ đây chân của anh dường như có một thế lực vô hình nào đó ngăn cản không cho anh bước tới. Trong lòng của Duy bây giờ cũng đau khổ không kém khi chứng kiến lại những cảnh ấy. Nước mắt của Duy trực rơi xuống, anh mừng tưởng nhận ra. Từ hôm ấy lúc anh chạy xe qua thì Ngọc Lan đã chết trước đó. Nhưng mà bây giờ cô gái tội nghiệp này vẫn nghĩ rằng mình còn sống, cho nên tức giận với anh. Đột nhiên tiếng khóc của Lan im mặt, thay vào đó là những tiếng gào thét thấu trời xanh. Tại sao tôi lại chết? ai là người giết tôi tại sao tôi không biết gì chứ cho dù không thể nào bước đến chỗ của lan được nhưng giờ đây duy nói đủ để cho cô nghe thấy tại sao cô không cho tôi biết rõ hơn về người đất tông phải cô tối đó lúc này tiếng khóc của lan cũng nhỏ dần cô đứng lên thất thểu tiến lại sát duy và ngồi xuống cô nghẹn ngào nói lúc đó vì quá bất ngờ cho nên tôi không thể nhớ rõ được biển số màu xe hoặc ai đã điều khiển nó nhưng mà duy bây giờ nhìn qua bên lan thấy cô đang từ từ tan biến anh nói trong thái độ có phần vội vàng và hơi gắt nhẹ nhưng mà sao cô nói đi cô không cảm nhận được là mình đang từ từ tan biến đi sao ngọc lan bây giờ cũng hốt hoảng đưa hai bàn tay lên ngang mặt và tính nói nhanh cho anh nghe một điều gì đó nhưng không kịp hồn ma của cô cũng đang từ từ tan biến Bây giờ Duy ngồi lại thẫn thờ khi mà cuối cùng kết quả của cuộc nói chuyện vẫn chỉ dừng lại ở con số 0. Nhưng trong đầu của anh bây giờ lại có thêm một lần nữa vang vọng giọng nói quen thuộc. 1, 5, 6, 3. Duy lầm nhầm theo những con số đó. Nói đến lần thứ ba thì anh lờ mờ cảm nhận được sự quen thuộc trong dãy số này. Dường như anh đã gặp nó ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng bây giờ đây trở về với hiện thực điện thoại của duy đang reo lên từng hồi chuông bật ghế ngồi dậy cầm điện thoại lên và lắng nghe máy tao nghe đấy ở đầu dưới bên kia giọng của trung em trai của duy giống có rảnh không qua bên kara đức thịnh ở bên đường trần quốc toàn lấy xe về hộ tôi với duy liền thắc mắc thế mày ở đâu mà sao không có về lấy nhờ tao chi tôi đang đi du lịch rồi một tuần nữa mới về bây giờ ông cứ qua đó lấy xe về thôi vì tôi đã có chuyển khoản cho người ta hết rồi vậy nha ba ông anh Duy không kịp nói gì thì Trung đã cúp máy. Cái thằng này có cái thật không bỏ nổi. Cứ biết là nói xong chuyện của mình rồi thôi. Tức giận thì nói như vậy. Nhưng Duy cũng cho xe chạy đến gara nơi mà Trung nói. Tiến vào bên trong thì anh thẫn thờ khi bây giờ biển số xe của Trung lại chính là dãy số mà anh đã được Lan nói ở trong giấc mơ. 1563. Để chắc chắn hơn Duy đi lại bên cạnh một người sửa xe và hỏi. Cho tôi hỏi là xe của Trung sửa xong chưa? Người này vội lau tay vào một chiếc khăn rồi nói À dạ xong rồi anh, xe ấy đây à? Vừa nói thì cánh tay của người này chỉ thẳng vào chiếc xe có dãy số 1563 Làm cho Duy thử người ra Đứng đó một lúc cho đến khi tiếng nói của người chủ gara Thì mới đưa Duy trở lại thực tại Anh có phải là Duy không À? à phiền anh ký tên vào đây để chúng tôi bàn giao xe người chủ chia ra cho anh bảng kê khai những thứ đã sửa không suy nghĩ gì duy ký tên nhanh chóng rồi nói trong vội vã tôi có ghi địa chỉ ở bên dưới sáng mai giao xe đến đó giúp tôi nói rồi anh đi nhanh ra ngoài xe việc đầu tiên duy làm là gọi điện thoại ngay cho thằng em của mình trung bắt máy và ngay lập tức duy chửi xối xả mày đang ở đâu vậy mày có biết là cách đây vài hôm do say xỉn mà đã gây ra tai nạn chết người không à nghe đến đó trung có phần bối rối Ông ông nói sao ông bị điên à Tên hạn gì Vẫn giữ cái giọng gắt gầm Duy nói Giờ mày đang ở đâu về luôn đi Lớn chuyện rồi đấy Rồi rồi bây giờ sao về ngay Về ngay đây Sáng mai là tới thôi Về rồi nói chuyện sau Thôi nhé Anh cúp máy trong sự bực tức Thì người đang đi bên cạnh của Trung Tên là Hạ Linh hỏi Ai về anh mà nghe thái độ của anh có vẻ sợ người đó thế Trung bấy giờ quay qua nhìn chầm chầm vào mặt của người yêu Em phải trả lời thật cho anh nghe nhé Chuyện này vô cùng quan trọng đó Thấy thái độ của người yêu như vậy Cô gái cũng lo lắng con người lại rồi gật đầu Trung nói Hôm đó ai đưa anh về em biết không Dạ, dạ không à Hôm đó anh say quá nhưng không chịu để ai đưa về cả Cho nên tụi em ở lại chơi Anh về trước mà có chuyện gì vậy anh Nghe xong câu nói đó Từ bạn gái thì Trung im lặng Anh đang nghĩ lại xem đêm đó Đã xảy ra chuyện gì nhưng vô vọng Anh không thể nhớ được gì Mãi suy nghĩ mà không nghe được là bạn gái của mình đang gọi với giọng điệu lo sợ. Anh, anh sao vậy? Có chuyện gì với anh vậy anh Trung? Giật mình Trung vỗ vỗ đầu vài cái cho tỉnh táo lại. Anh quay sang nói với người yêu bằng một thái độ gấp gáp. Về thôi anh có việc gấp. Vừa dứt câu thì Trung đứng dậy dọn dẹp lại đồ đạc. Bỏ mặc Linh đứng ở đằng sau với hàng ngàn những câu hỏi vì sao. Xuống tới sảnh của khách sạn Trung nói với Linh đến làm thủ tục trả phòng còn mình thì đến ghế sofa gần đó để ngồi đợi. Chiếc tivi lớn đặt ở giữa đại sảnh đang chiếu một bộ phim có một cảnh trong một quán bar, nhạc sập sình và đèn quay liên hồi. Khi xem những cảnh đó thì những ký ức về buổi tối hôm đó ập đến với Trung gần như ngay lập tức. Những tiếng chúc tụng, những lời khen dành cho chiếc xe mới mua của anh. Mọi người đang trong bàn cụng ly và nhún nhảy theo điệu nhạc. Đột nhiên Khang ghé lại sát bên tai của Trung mà hỏi ê hôm nay có làm tí không nghe thấy câu hỏi ấy anh đưa mắt qua bàn của mình và gật đầu là một nụ cười để nhằm hiểu không hiểu ý cho nên dúi vào tay cô bạn một viên gì đó giống như kẹo xê rồi trung cũng nhanh chóng bỏ vào trong miệng uống một ngụm biệt thật lớn anh ngồi xuống ghế và hưởng thụ cái cảm giác mà ma túy đem lại được một lúc thì anh cảm thấy khó chịu ở trong người cho nên lao nhanh vào nhà vệ sinh nôn thúc nôn tháo những thứ có trong dạ dày sau khi đã bình thường trở lại trung tiến ra bàn rồi lẻ nhẹ nói nay mua đồ ở đâu vậy cắn vô kinh quá tiếng nhạc sập sình vẫn đình tài nhức ốc trung vốn dĩ thích nghe nhưng bây giờ đầu của anh đau như búa bổ kêu một người phục vụ tới rồi nói nhỏ nói với anh khương bàn này để anh tính nhé dành phải có việc phải đi trước người này không nói gì chỉ gật đầu nhanh rồi toan bước ra ngoài nhưng trung cũng nhanh chóng dúi vào tay của cậu một tờ tiền mệnh giá lớn sau đó kéo người yêu của mình lại rồi nói em ở đây chơi với mọi người nhé bây giờ anh có việc phải về trước anh tính tiền rồi linh bấy giờ thắc mắc sao vậy đang chơi vui mà anh hay là ai chọc giận anh không không anh hơi mệt một chút thôi hôm nay cho anh gãy cánh sớm một bữa nha nói rồi trung lưu siêu bước ra khỏi quán nhưng chỉ đến được sành chờ thì anh ngồi xuống ghế sofa ở gần đó để nghỉ ngơi trung lại tiếp tục nghe thấy tiếng của linh lo lắng anh có ổn không để em chờ về Thôi không sao đâu em chơi với mọi người đi Đừng làm mất vui anh tự đi được mà Nghĩ tới lúc đó Thì ngay lập tức Trung bị một bàn tay nhỏ nhắn Cô qua trước mặt anh cùng với câu hỏi Anh, anh ơi, anh có sao không Trung bây giờ ẩm mừ cho qua chuyện Bởi vì trong lòng của anh đang phải suy nghĩ về đoạn Sau khi bước ra khỏi quán bar Tối ngày hôm ấy Nhưng dù có vận dụng toàn bộ trí não thì bây giờ anh cũng không tài nào nghĩ ra được rằng có phải mình chính là người lái xe về nhà của Duy đêm hôm ấy. Từ hôm đó tại nhà của Duy, anh lại tiếp tục mơ thấy người con gái tên Lan, nhưng bây giờ cô chỉ đứng cách đó nhìn anh mà khóc. suy đành lên tiếng. Mọi việc đã sáng tỏ rồi, bây giờ cô muốn thế nào thì nói đi. Lan không nói gì cả, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào người đang đứng đối diện mình. Và bây giờ đây có vẻ cô khóc nhiều hơn, Duy tính bước lại để ăn ủi Nhưng bây giờ là lên tiếng Giọng của cô âm u từ địa ngục Anh đừng qua đây Âm dương cách biệt sẽ tổn hại đến sức của anh Hãy giúp tôi tìm ra sự thật Giúp tôi tìm ra hung thủ thật sự Ai là người đã giết tôi Cộng lúc đó thì một cái vỗ vai thật nhẹ Làm cho anh trở lại với thực tại Ngồi dậy nhìn thì đó là chung Bây giờ những suy nghĩ ủa về Làm cho Duy gắt lên với em của mình Mày có biết hôm đó mày đã tông chết người không hả? À? Trung bây giờ ấp úng. Hôm đó tôi tôi chạy xe về nhưng mà tôi thực sự không nhớ là có gây ra tai nạn không? Sau câu nói có phần vô tình của em mình thì sự tức giận của Duy đã đến đỉnh điểm. Anh vùng tay đấm mạnh vào mặt của Trung nhưng ngay lập tức cậu ta né được đứng lên dưới quát. Tôi đó thực sự tôi không nhớ gì hết cả. Còn ông muốn đi báo công an thì báo đi. Cậu lắm thằng này ngồi tù chứ có gì đâu. Trung bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại một lúc sau thì bà Nga tiến vào bên trong, ngồi xuống bên cạnh của Duy, cầm bàn tay đang run lên vì tức giận rồi hỏi. Hai đứa có chuyện gì? Đây lần đầu tiên mẹ thấy hai đứa con to tiếng với nhau. Vì không muốn cho mẹ lo lắng cho nên Duy lên tiếng chấn an. Dạ không có gì đâu mẹ, chuyện này để từ con tự giải quyết mẹ đừng lo lắng. Hai đứa có gì xích mích thì từ từ nói với nhau. Nói đến đó bà Nga bước hẳn vào trong buồng ngồi xuống nắm lấy bàn tay của Duy nói với giọng buồn. Mẹ chỉ có hai đứa là nguồn vui duy nhất đó thôi. Duy bây giờ nhìn qua mẹ Duy nói, còn hiểu rồi mẹ yên tâm, Chuyện này con sẽ tự giải quyết với chung mẹ đừng lo. Nói đến đó Duy hít một hơi thật sâu vội vàng nói với mẹ, nhưng trong thái độ của cậu lúc này lẫn sự trêu đùa. Mẹ có nấu gì ở dưới nhà không? Con người thấy mùi khét rồi đó. Ngay đến đó bà Nga đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng. Ôi tôi chết rồi, chắc là nồi cá kho của mẹ nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ đó thì bất giác làm cho duy là một nụ cười thật tươi nhưng nghĩ tới những lời nói của em trai mình khi nãy làm cho sắc mặt của cậu thay đổi ngồi nhìn ra hướng cửa sổ những tia nắng đã bắt đầu chen ngang qua từng nhánh cây xuyên vào trong phòng duy đã nghĩ đến giả thiết rằng có thêm một người thứ hai nào nữa vào buổi tối hôm đó chính người này đã chở em trai của mình về không biết cố tình hay là vô ý tông chết người con gái tiên Lan. Đang mải mê với những suy nghĩ đó duy có tin nhắn đó là của Trung. Ra quán cà phê gần nhà tôi muốn nói chuyện với ông. Đọc xong tin nhắn duy đứng lên và đi nhanh ra điểm hẹn. Đi vào quán từ xa anh đã thấy gương mặt không được vui của em. Nhưng cũng vì vẫn còn đang bực cho nên Duy cũng không quan tâm. Ngồi xuống kêu nước rồi lên tiếng với một thái độ cộc lốc. Có chuyện gì nói đi, Trung nhìn chầm chầm vào anh của mình một lúc lâu rồi lên tiếng. Sao ông lại chắc chắn là tôi gây ra tai nạn ở trên cầu? Duy mấy giờ dường như cũng cứng miệng trước câu hỏi của em. Suy nghĩ một hồi lâu thì anh lên tiếng với một thái độ buồn rầu. Thật ra chuyện này cũng hơi vô lý nhưng mà người con gái đó đã hiện về để báo mộng cho tao biết người ta bị tai nạn. Trung trợn tròn mắt lên như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tính nói điều gì đó nhưng Duy đưa tay cản lại anh nói Giấc mơ vì những lần báo hiệu ấy rất lờ mờ. Nhưng mà tao nghĩ người ta cho tao thấy màu xe và biển số xe của mày gây tai nạn. Trung bây giờ đứng lên đi ra ngoài một chút trở lại quán đã xuống bàn một cái laptop mở máy lên rồi nói. Ông qua đây ngồi tôi sẽ trông xem sự việc tôi hôm đó trước máy quay của tôi ghi lại. Duy kéo ghế sang ngồi bên cạnh và bây giờ là màn hình láp của Trung đang ghi lại toàn bộ sự việc của đêm đó. Một cô gái đang ném mạnh một vật gì đó ra xa sau đó leo lên thành cầu và vùi mình xuống sông. Duy bây giờ lên tiếng thắc mắc, sao hôm đó mày không ra cứu người ta? Hôm đó đi đến đoạn đường ấy thì tôi buồn ói cho nên dừng xe lại, tấp vào thành cầu nôn thốc nôn tháo, sau đó thì chạy đến nhà của ông. Rồi sáng nay khi ông hỏi như vậy thì tôi mới trở ra xe và xem lại máy quay hành trình thì thấy được những cảnh này. Duy bây giờ lẩm bẩm Vậy người con gái đó tại sao nói rằng mình bị oan, tại sao lại cho rằng mình nhìn thấy hình ảnh của chiếc xe thần Trúc. Nói đến đó thì đầu của anh đau như búa bổ. Duy nhắm nghiền mắt lại và khi bây giờ trong đầu của anh đang vang lên giọng nói của người con gái đó. Cảm ơn anh đã giúp tôi trở lại với gia đình. Nhưng có một sự thật nữa anh vẫn cần phải tìm hiểu. Sự thật gì? Nói cho tôi biết được không? Thế anh có biểu hiện lạ chung liền tiếng. Này, ông bị sao vậy? Tự nhiên nói nhà một mình. À không sao, chỉ là nhức đầu xíu thôi. Họ không bàn tới chuyện đó nữa rồi ngồi lại một chút rồi ra về. Bây giờ Duy đang lững thững đi bộ trở về nhà Bởi vì quán cà phê cũng gần Khi chứng kiến một cặp tình nhân đang chở nhau trên một chiếc xe máy Họ đang đùa giỡn rất vui vẻ với nhau Thì trong tâm trí của anh có một hình ảnh hiện lên Đó là một người thanh niên cũng đang chở một ai đó Và cũng đang đùa giỡn rất hạnh phúc Anh thấy rõ mặt người ấy chính là mình Nhưng gương mặt của người con gái ngồi sau rất lờ mờ không rõ ràng Vừa đi vừa suy nghĩ xem gương mặt đó là ai Cho nên Duy đã đi ngang qua nhà mình Có tiếng nói của một người phụ nữ trung tuổi từ đằng sau đi lại Đi đâu mà đi bộ vậy con Duy giật mình nhìn lại và lễ phép lên tiếng à, Dạ cháu chào bác cháu đang về nhà Người này nhau mày lại Duy nói Ủa nhà mày ở đằng kia mà sao lại đi tuốt lên trên này À, à dạ bác tại cháu đang mải nghĩ việc của công ty Giận mình trước câu hỏi đó cho nên Duy cũng trả lời trong vội vã Rồi nở một nụ cười thật tươi đi thật nhanh về nhà Nhưng đằng sau anh vẫn nghe được tiếng trách móc Khi thằng này nghĩ gì mà đi xa nhà Duy cũng không biết Duy cũng không thèm quan tâm mà đi như bay trở về nhà Mà cổng ra anh thích mẹ của mình bưng một vài thứ ra bên ngoài Cho nên anh nhanh chóng đến vụ Anh lên tiếng giả vờ trách mẹ Sao không đợi con về rồi làm Rụi lưng ra đó thì ai chăm được chứ Bà Nga nghe vậy thì cũng dừng tay đánh vào vai của Duy rồi nói Nuôi lớn bằng này rồi mà tôi ốm lại nói ai chăm Tội này là phải đập chết đấy Duy né tránh thêm một cái đánh nữa từ mẹ Nhưng chân của anh lại vô tình quàng vào bịch ni lông Và từ đó rơi ra tấm ảnh của một người con gái Cúi xuống định lượm tấm hình lên Nhưng khi đụng vào nó thì lập tức một số hình ảnh khác lại hiện lên trong tâm trí của Duy anh đang đứng trước một tấm bia mộ của một người con gái nhưng không rõ ràng đầu của duy đau nhức dữ dội anh nằm xuống và nhăn mặt lăn lộn miệng thì liên tục ú ớ cái tên của một ai đó bà nga thấy con như vậy thì vội vàng nói duy ơi duy chỉ kìm nghe thấy như vậy thì anh đang ngất lịm hàng xóm chạy qua rất đông một trong số những người ấy lấy xe chở anh vào bệnh viện trong cơn hôn mê duy thấy mình đứng ở một nơi vô cùng lạ lẫm ở xa xa đang có bóng hình của một người con gái đi trước. Đuổi ngay sau lưng là một chàng trai, anh ta liên tục nói. Thôi mà anh xin lỗi, mọi việc không như em nghĩ đâu, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cô gái bây giờ vùng vằng và nhất quyết không nghe theo lời của chàng trai nói và đẩy anh ta về hướng ngược lại. Đột nhiên một ánh đèn xe siêu vẹo chạy đến, kèm với đó là một tiếng kèn rền vang. Người nam thanh niên hốt hoảng đẩy người phụ nữ né tránh, nhưng mà đột nhiên gần tới nơi thì chiếc xe lại bị đổi hướng và tông thẳng vào người con gái và kéo một vệt thẳng dài làm cho đuôi bị lạng vạng tông chúng và chàng trai bây giờ duy bật người ngồi dậy làm cho bà nga mẹ anh ngồi bên cạnh phải giật mình nhưng bà nhanh chóng định thần lại lo lắng hỏi con có sao không lúc đấy con làm mẹ lo lắng nhìn ngó một lượt xung quanh thấy mình đang ở trong bệnh viện tính lên tiếng hỏi mẹ nhưng bà nga đã nói lúc nãy khi Nói đến đó thì bà Nga dừng lại và nhớ lại lời của vị bác sĩ vừa khám cho con trai của mình Cho nên đành phải lảng sang chuyện khác Nãy khi đi về chắc bị trúng nắng sau đó mà tự nhiên có bị xỉu ngang Tính lên tiếng nói một điều gì đó thì từ ngoài cửa Chưa thấy hình nhưng đã thấy tiếng của Trung Chào anh của tôi làm gì mà yếu đối vậy hả Mới đi bộ có một chút mà đã xỉu rồi Cùng bước phía sau lưng của Trung đó là Hạ Linh Bây giờ khi nhìn thấy Duy cô có vẻ rụt rè anh cũng đã thấy sự ái ngại đó từ người con gái đi cùng chung cho đến tiên tiếng hỏi. Ở đây làm, À đây là bạn gái của tôi tên là Hạ Linh. Quay qua phía bạn gái mình chung nói. Ở à, đây là mẹ của anh còn đây là anh Duy anh trai. Hạ Linh nhẹ nhàng nói. Dạ cháu chào, chào bác em chào anh ạ. À. Sau những màn chào hỏi có phần gượng ép ấy thì mọi người cũng đã nói chuyện với nhau có phần thân mật hơn. Một lúc sau thì cả Trung và Linh đều ra về Bây giờ chỉ còn lại một mình Duy và mẹ ở lại Bây giờ anh lên tiếng hỏi Nãy mẹ có để ý bạn của Trung không? Bà Nga lắc đầu chờ đợi Bây giờ Duy nói Con thấy cứ lâu lâu lại liếc nhìn con như là đang dò xét điều gì đó thì phải Chắc là thấy con quen cho nên nhìn vậy thôi Chứ gặp mẹ nó cũng nhiều lần rồi mà Con bé ấy cũng hoan Còn con nữa sao không chịu lấy vợ đi Để mẹ có cháu ấm bồng ngay đến đó Duy ngay lập tức trở lại Với cơn đau đầu của mình anh quằn quại trên giường bệnh. Bác sĩ bây giờ cũng được bà Nga gọi vào trong phòng. Họ trích cho anh một mũi thuốc ăn thần để anh bình tĩnh lại và ngủ tiếp. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Trung chờ Linh đi ăn tại một quán ăn đã đặt trước. Họ đang trên đường tới đó, thì Linh có cảm giác ai đó đang nhìn mình chầm chầm. Cô nhìn qua ô cửa kính xe, thì hai người đang đi qua một cây cầu. Ở thành cầu có một người con gái đứng đó và nhìn chầm chầm vào chiếc xe của Trung không rời mắt. Thế vậy Linh nói với một giọng có phần ghen tuông nhưng chỉ là chiều đùa. Ghê thật đó, xe đẹp cho nên đi đâu cũng có các em chân dài nhòm ngó. trùng khó hiểu thắc mắc, em đang nói gì vậy? Thì em kia kìa cứ nhìn anh, ơ à, con bé đâu rồi? Em vừa thấy nó đứng đó mà. Đưa tay chỉ về hướng cô gái khi nãy, nhưng Linh lập tức phải ngỡ ngàng. Thế bạn gái như vậy cho nên cậu lên tiếng, đúng là nhìn gà hóa cuốc, anh có thấy ai đứng đó đâu. Thôi tới nhà hàng rồi và ăn đi. Nói rồi anh bước xuống và đi thẳng vào bàn có view nhìn ra ngoài sông. Hà Linh cũng ngồi xuống và dùng bữa thật ngon. Trong lúc ăn thì cô vô tình nhìn qua cây cầu đối diện. Linh phải há hốc mồm khi bây giờ chứng kiến một cảnh tượng vô cùng hãi hùng, đang có một người con gái bay từ trong ra ngoài, đập lưng thật mạnh xuống thành cầu và rơi xuống nước. Linh đang cầm ly nước trên tay đánh rơi xuống vỡ toang. Tiếng của thủy tinh bể làm cho chung giật mình. Thế bạn của mình như vậy thì lo lắng hỏi Sao vậy? Đang ăn tự nhiên Ở ngoài đó làm gì? Nói rồi anh cũng hướng mắt nhìn theo Linh Nhưng chỉ là một cây cầu đang đổi màu Nhờ những bóng đèn led được răng xung quanh Thế vậy trùng lên tiếng chiều gạo Làm như lần đầu tiên thấy cây cầu đổi màu hay sao ngạc nhiên vậy em yêu? Vẫn không có tiếng trả lời Trung lo lắng đứng lên đi qua chỗ bạn gái Đặt hai tay vỗ lên vai Bây giờ Linh mới giật mình trở lại hiện tại cô luống cuống cảm nhận là có một bàn tay đặt lên người, cho nên ngửa mặt lên nhìn với một thái độ hoảng hốt. Chung cúi người xuống hôn nhẹ lên và nói: "sao vậy em có chuyện gì? không không có gì đâu anh, chỉ là cây cầu nó đẹp quá thôi." câu trả lời ngớ ngẩn của cô nàng làm cho Chung bật cười. Anh ôm chầm Ly Linh từ đằng sau cúi người xuống thì thầm vào tai: "thôi nào anh đi, là chúng ta sẽ thấy những ánh đèn còn huyền ảo hơn nhiều đấy." Biết là bạn trai dù mình đi quán ba chơi Nhưng cô nàng lưa tay lên xoa và thái dương rồi nói Thôi hôm nay em mệt lắm Ăn xong chúng ta về nhé Trùng nghe thế vậy thì buồn rầu ừ một tiếng rồi quay trở lại chỗ rồi dùng bữa. Trong quãng thời gian đó thì tâm trí của Linh liên tục hiện lên những hình ảnh khi nãy. Cô nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Còn về phần của Trung khi thấy bạn gái của mình như vậy thì cũng chẳng vui hơn là mấy. Anh dùng bữa tối thật nhanh rồi đưa Linh trở về nhà. Trung tính là sau khi rời khỏi sẽ đến nơi cùng với bạn bè, nhưng bạn gái của anh lại nắm lấy tay mà nói với một thái độ có phần lo lắng. Anh à, tôi này đừng đi đâu nhé, về nhà thôi, em có thấy gì đó không ổn. Sau câu nói đó thì Trung có phần hơi chuẩn bước cho nên anh quyết định hôm nay sẽ ở nhà. Tiến Linh vào nhà xong anh cho xe chạy đi và điểm đến là một căn biệt thự mini mà hai cha con đang ở trên một cung đường đắc địa của thành phố sáng hôm sau tại bệnh viện do đã ổn định hơn cho nên duy được bác sĩ cho xuất viện trở về nhà anh mệt mỏi trở nên phòng của mình đặt lưng nằm xuống nệm suy thấy có một tiếng động rất nhỏ lắng tai nghe kỹ thì anh thấy nó phát ra nơi góc phòng nơi đặt chiếc tủ quần áo đứng lên anh tiến lại gần đó thì âm thanh bây giờ có phần to và rõ ràng hơn mà gánh tủ ra thì bây giờ ngay ở dưới đáy tủ anh thấy một tấm hình của một đôi nam nữ họ đang nở một nụ cười hạnh phúc bên nhau. Người con trai đó không ai khác chính là Duy, và người còn lại là cô gái trong bức hình mà hôm qua anh đã thấy ở ngoài sân. Cho dù rất quen thuộc nhưng có phát óc ra để suy nghĩ, Duy vẫn không thể nào nhận ra được. Kể lại sự việc diễn ra ngày hôm qua, thì bây giờ anh đang có một quyết định có phần điên rồ. Duy đứng lên tiến nhanh ra khóa trái cửa lại và tự mình sẽ khám phá bí mật trong bức ảnh bởi vì anh nghĩ chỉ cần chạm theo vào nó thôi thì những hình ảnh nào đó sẽ hiện lên với anh suy từ từ tiến lại và ngồi xuống nhắm nghiền mắt lại lấy tay cầm nó lên và chờ đợi cơn đau đầu khủng khiếp đó trở lại nhưng ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của anh mọi việc diễn ra trong vô cùng êm à những hình ảnh ấy nó đến giống như một giấc mơ vậy anh cùng người con gái đó có những giờ phút vui vẻ bên nhau họ cùng nhau đến công ty nơi Duy làm giám đốc còn cô gái là trợ lý của anh. Anh đang ngồi trong phòng làm việc với một người phụ nữ. Họ đang nói chuyện gì đó nhưng đột nhiên Duy có điện thoại. Cậu ta lại chỗ bàn làm việc của mình thì cô gái đứng dậy đưa ánh mắt lạ lơi về phía của Duy. Anh cũng tránh né bằng việc đẩy tay ra rồi đói. Cô đừng như vậy, đây là công ty và tôi cô có bạn gái rồi. Vẫn không dừng lại mà người này thậm chí còn lạ lơi hơn. Em có điểm gì không hơn cô ta? Vừa nói, á à ta vừa mở hẳn một nút áo để hở ra bầu ngực và đưa về phía Duy. Anh càng phản kháng thì người này càng tiến lại phía anh. Chuẩn bị đặt lên môi của Duy một nụ hôn thì bất ngờ cánh cửa phòng bật mở. Một người con gái khác từ ngoài bước vào rồi nói. Duy, anh đang làm gì vậy? Anh là đồ tồi. Rồi cô nhanh chóng chạy đi. Anh cũng vùng người khỏi cô gái đuổi theo miệng liên tục lớn. Em, em dừng lại đi. Mọi việc không như em nghĩ đâu. Để anh giải thích đã. Nhưng ra tiếng ngoài thì cô nàng đã leo lên một chiếc taxi và chạy đi mất. Duy cũng nhanh chóng đuổi theo. Đến một đoạn đường vắng thì anh đã cúp ngang được đầu xe và dừng lại. Anh leo xuống kéo tay của người con gái ra khỏi cabin và liên tục giải thích. Họ có một trận cãi vã nảy lửa cô gái liền nói. Anh cút đi, từ mai tôi không muốn thấy mặt của anh đâu. Trong phòng làm việc và ở trước mặt tôi anh còn làm như vậy. Thì ngoài giờ làm sau lưng của tôi anh còn làm những việc tồi tệ hơn nữa. Cút đi, đổi dối cha. Chỉ xong một chàng và không chờ đợi cho Duy giải thích, cô gái lại bắt đầu bỏ đi. Đến một ngã tư thì Duy nắm chặt lấy tay cô gái kéo ngược lại, làm cho họ dừng lại giữa đường và tiếp tục cãi một trận nảy lửa. Đột nhiên từ đầu đó một ánh đèn ô tô lao đến, Duy hét lên và cố gắng đẩy người con gái ấy để né tránh. Nhưng chắc do mất lái cho nên xe đã đâm sầm vào cô gái, làm cho người này bay lên cao khỏi mặt đất. Tiếp lưng xuống thành cầu và rơi xuống sông, Duy cũng bị phía đuôi xe quệt vào và té xuống, đầu phát đập thật mạnh xuống đất. Chiếc xe dừng lại, một người con gái bước xuống xe và hoảng hốt nhìn về phía anh. Vài giây sau thì leo lên xe và bỏ đi. Trước khi rời vào trong cơn mê sảng, anh nhận ra đó chính là biển số xe của em trai mình Duy Thiều Thảo. Minh Trang, anh xin lỗi. Chỉ nói được đến đó thôi thì Duy ngất liệm. Bây giờ ở hiện tại thì Duy cũng đang mở mắt lật ngược tấm hình lại rồi đọc những dòng chữ được ghi ở phía sau. mãi bên nhau anh nhé ký tên em yêu. Khéo mắt của anh bây giờ đã đỏ lên vì những giọt lệ đang trượt rơi xuống. Duy gào lên trong tiếng nấc nghẹn. Tại sao những ký ức này mà tôi không nhớ? Tại sao? Tại sao bắt anh phải quên đi những thứ thuộc về em họ Minh Trang? Minh Trang. Có tiếng mở khóa và bước vào không ai khác chính là bà nga mẹ của Duy thế còn trai đang lăn lộn dưới đất và ôm chặt tấm mảnh bà không biết làm gì hơn chỉ tiến lại gần ôm mà thật chặt anh vào trong lòng mẹ của duy bắt đầu khóc con nhớ rồi con nhớ ra rồi sao mẹ xin lỗi xin lỗi vì đã giấu con trong suốt thời gian vừa qua hai mẹ con cùng ôm nhau khóc thật lâu sau một hồi thì hai người bình tĩnh ngồi lại bên nhau bà nga kể lại cho anh nghe toàn bộ sự việc của nhiều năm về trước lúc anh vào trong bệnh viện bởi vì cứ hỏi đến người gây tai nạn là đầu của anh lại đau nhất. Cho nên cơ quan công an đánh bất lực và đóng hồ sơ của vụ án. Và chính Duy, anh cũng đã quên luôn một phần ký ức về người yêu của mình. Mà theo bác sĩ nói thì đó là quãng thời gian có thể là vui vẻ hạnh phúc nhất. Sau khi nghe mẹ kể như vậy, thì việc đầu tiên anh làm là đến Nghĩa Trang để viếng mộ của Minh Trang. Anh thất thểu bước đến gần thì giờ đây đang có một người quỳ dập ở đó miệng liên tục van xin tôi lạy chị đừng ám ảnh tôi trong những giấc mơ nữa hôm đó tôi đã mượn xe của anh trung và có say xỉn cho nên tông chết chị Cũng chỉ vì vì quá sợ hãi nỗi sợ phải ngồi tù đã ám ảnh tôi cho đến tôi không dám trình báo đến cơ quan công an nhưng mà tôi hứa tôi hứa sẽ đầu thú tôi xin chị đừng về ám ảnh tôi trong những giấc mơ nữa người này liên tục chắp tay lại và vái lại phần mộ của người yêu duy anh tiến lại gần rồi hỏi: Cô làm người này nước mắt rằn rụa quay lại, thì không ai khác, đó chính là Hà Linh, bạn gái của Trung. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.